Xin chào anh chị em và các bạn. Tiếp tục phần hướng dẫn sử dụng dụng cụ, bây giờ mình sẽ đi vào hai bí quyết để tác động làm sao để đạt được hiệu quả cao nhất các bạn nhé. Chúng ta cùng xem ạ. Đầu tiên là gì ạ? Chúng ta phải tìm cho được sinh huyệt các bạn ạ. Bữa trước các bạn đã được học gì ạ? 6 nguyên tắc tác động không dùng huyệt. Thì chúng ta cứ tác động vùng như vậy, tại chỗ, lân cận, đối xứng, trước, sau, trên, dưới, chéo. Thì ở các vùng này các bạn chú ý tìm cho được sinh huyệt. Tức là sinh huyệt là gì ạ? Những cái điểm đau, điểm khác thường. Nếu tìm được các điểm đau, điểm khác thường rồi thì chúng ta sẽ gạch tại chỗ đấy nhiều hơn. Ví dụ gì ạ? Các bạn chữ đau dạ dày, các bạn sẽ gạch ở cái vùng dạ dày này. Ví dụ tìm thấy đúng chỗ này nó có cái điểm đau hơn chỗ khác, mình sẽ chú ý, mình sẽ gạch nó nhiều hơn thì nó sẽ kết quả nó cao hơn. Hoặc các bạn gì ạ? Các bạn bị đau bả vai này, các bạn sẽ dùng cây giò, các bạn dùng cây giò này, các bạn gạch này. Nếu chỗ nào nó đau nhiều hơn, ví dụ chỗ này nó đau hơn chỗ khác, mình sẽ gạch chỗ này nhiều hơn, ưu tiên nó. Hoặc là mình có thể ấn nó vào giữ này, tức là mình sẽ tác động tại cái điểm nó khác thường ấy, được gọi là sinh huyệt ấy, nhiều hơn những nơi khác. Đó là nguyên tắc thứ nhất, là bí quyết để các bạn đạt được hiệu quả cao nhất. Rồi, nếu mà các bạn tìm mãi không được sinh huyệt ấy, thì sao nào? Thì các bạn yên tâm, các bạn cứ làm theo 6 nguyên tắc tác động như vừa nãy mình đã học đúng không ạ? Trong đó có nguyên tắc tác động tại chỗ này, lân cận này, giao thoa này, chéo này, đối xứng này, trước sau này. Đó, các bạn cứ làm thế là được. Thế thì bây giờ ấy, chúng ta tác động thế nhưng mà biết là khi nào chúng ta đạt được kết quả mà chúng ta có thể chấp nhận được các bạn. Thì khi mà mình tác động xong thì mình hỏi bệnh nhân là gì ạ? Chứng bệnh của người ta giảm khoảng 40 đến 50% là được rồi. Mình hỏi là thế hôm nay cháu làm cho bác thế nào được? Cũng đỡ nhiều đấy, cũng được 40 50% đấy. Thế là đạt yêu cầu nhá. Nhưng mà các bạn này, tác động khi nào thì chúng ta thấy là chúng ta thất bại và chúng ta cần thay đổi? Là khi mà các bạn không được 40 50% thì đó là thất bại rồi đó. Các bệnh nhân bảo là tôi chỉ thấy đỡ đỡ thôi là thất bại rồi nhá. Thì lúc đó các bạn gì ạ? Kiểm tra rằng cái dụng cụ của mình có đúng hay không. Đây là nguyên nhân của sự thất bại này. Nếu sau này các bạn làm cái gì không thành công, các bạn phải đi tìm câu trả lời ở đây, là dụng cụ các bạn sử dụng đã đúng chưa, và cái vị trí của các bạn đã làm là chính xác hay chưa. Ví dụ dụng cụ chưa đúng là như này: một người đang sốt, một người đang huyết áp cao đúng không ạ, rồi một người đang nóng, đang táo bón, thì các bạn lại đi dùng gì? Các bạn lại đi dùng cao, đi dùng ngải cứu, các bạn hơi cho người ta. Thì không những người ta không hạ sốt, hạ huyết áp mà gì ạ? Huyết áp người ta còn tăng. Như vậy những người sốt, người nhiệt là mình phải sử dụng những dụng cụ làm mát. Rồi mình sử dụng những dụng cụ như này, đồ đồng này. Rồi mình sẽ dùng đồ đinh như này để mình lăn khắp mặt cho họ. Hoặc là khi mình gạch cái sao chổi, mình phải gạch bằng cái đầu ba chia này các bạn này, thì nó mới hiệu quả được nhá. Đó, còn nếu các bạn sử dụng dụng cụ không đúng là coi như là gì ạ? Mình làm không có kết quả. Thứ hai nữa là vị trí không chính xác. Ví dụ như này, khi các bạn sốt đúng không ạ, các bạn nhiệt, hạ huyết áp, thì chúng ta làm ở đâu trước nào? Các bạn này, khi mà chúng ta sốt, cái nhiệt độ lên cao, hoặc khi chúng ta huyết áp cao, tất cả là cái nhiệt bao giờ nó cũng bốc lên trên, và khi đó chúng ta làm ở trên mặt là hiệu quả nhất các bạn nhé, để chữa hạ sốt hạ nhiệt ý. Còn bây giờ nếu lạnh chân các bạn, lạnh chân này, lạnh tay này, lạnh dọc cột sống này, thì các bạn sẽ chữa ở đâu? Chính xác, các bạn sẽ chữa tại chỗ. Lạnh chân chi bằng gì ạ? Hãy làm ấm chân bằng ngải cứu, bằng sức dầu, đúng không nào? Thứ nhất chọn đúng dụng cụ, thứ hai là vị trí phải đúng. Thì lạnh chân các bạn chỉ cần hơi ngải cứu về chân, bôi dầu vào chân, cào một lúc là ấm ngay. Lạnh tay cũng thế, và lạnh sợi cột sống lưng cũng thế, đúng không ạ? Bây giờ đau lưng thì các bạn thấy chữa ở đâu hiệu quả nhất nào? Lăn tại lưng, cào, gõ, hơ, gạch tại lưng là hiệu quả nhất. Thì bây giờ tôi cứ bảo tôi cứ thích làm trên mặt, anh làm trên mặt cũng được, tuy nhiên mình làm ở lưng là hiệu quả nhất các bạn nhé. Cứ chọn việc dễ mà làm, lựa đường trống mà đi, là như thế mình sẽ thành công các bạn nhé. Cho nên là các bạn luôn nhớ là tại sao mình làm không thành công, tại sao mình thất bại không đạt được yêu cầu. Các bạn phải luôn suy nghĩ là gì ạ? Dụng cụ mình đã dùng theo đúng nguyên tắc âm dương hay chưa, chỉ cần thế thôi. Nếu đúng nguyên tắc âm dương rồi, mình chọn cái dụng cụ nào nó có cái hiệu quả cao nhất. Rồi thứ hai là cái vị trí mình tác động đã đúng hay chưa. Nếu mà tác động tại vị trí, tại cái điểm đau chưa có kết quả thì mình lại tác động lân cận. Rồi cứ thế mình cứ lần lượt qua 6 nguyên tắc, cái nguyên tắc nào mà đạt yêu cầu thì mình gì ạ? Mình có thể dừng ở đó nhé các bạn nhé. Qua video sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là cái liều lượng, cái thời gian tác động ra sao nhé các bạn nhé. Xin chào các bạn.